liền size 3 tầng bên mình nha. Đây là size 16cm ha. 16cm và chiều dài của nó sẽ là 35cm nè. Tiếp theo là đường kính 22cm, 3 tầng size 22 đường kính và chiều dài của nó là 45cm nha. Đây, chiều dài như thế này là 45cm. Chất liệu ni lông dày và bóng phản quang. Loại to nhất sở 3 tầng bên mình là size 26cm và chiều dài của nó là 55cm. Chất liệu là dày bóng phản quang bạn nha. Và bên mình loại to nhất là 26cm, 5 tầng 26cm và chiều dài của nó là 85cm. Đường kính 26cm, dài 85cm, loại 5 tầng. Đường kính 26cm, dài 55cm, loại 3 tầng. Đường kính 22cm, dài 45cm. Đường kính 22, loại 3 tầng. Đường kính 16cm, loại 3 tầng và dài 35cm.